Ôi chào các bạn. Mình mỏi chân quá à, cho nên bắt chước người ta đó. Ngồi xuống dưới đất nè. Ngồi xuống dưới đường nè, ngồi xuống dưới đất á. Để chờ khoảng 25 phút nữa để quay cho bằng được cái chỗ này đó. Trời ơi, ai đi ngang qua đi lại nhìn tôi chắc tưởng tôi là homeless hay gì á. Chắc tưởng tôi là người còn xin tiền á. Trời, có ai thấy 1-2 sen xuống đây tôi lượm liền cho coi. Yeah. Trời ơi thiệt đó, những tốp người họ đi ngang qua, đi qua đi lại họ nhìn mình tức cười quá. Lạnh rồi. Buổi tối thì hơi lạnh, thấy trời cũng hình như 70 mấy độ đó, nhưng mà chắc ở đây chắc phải có nước đó, cho nên mình cũng cảm thấy lạnh. Bạn ơi, sắp sửa rồi đó, mình nghe tiếng nhạc thật là lớn rồi nè. Rồi, bắt đầu.
rồi. Một lần show như vậy được khoảng 4 phút các bạn ạ. Một buổi tối chỉ có 3 show thôi. 8 giờ, 9 giờ và 10 giờ. Đây là cái show cuối của ngày hôm nay rồi. Các bạn thấy không? Họ ngừng lại rất là đông để họ quay. Bây giờ xong rồi đó. Sáng giờ mình cũng chỉ mới ăn được có một tô phở thôi à. Bây giờ lại cảm thấy đói nữa rồi. Nhưng mà thôi không ăn. Đi uống một ly Starbucks thôi. Để ngày mai ăn luôn.